Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 28 tháng 6, hơn 8.300 thí sinh của Lào Cai tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Buổi sáng thí sinh sẽ làm bài thi với tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học và sinh học hoặc khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Mỗi môn 50 phút, tổng thời gian làm bài là 150 phút, hình thức thi trắc nghiệm. Phóng viên Diệp Chi có mặt tại điểm thi số 5 thành phố Lào Cai sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn không khí ở điểm thi này. Tôi đang có mặt tại điểm thi số 5 thành phố Lào Cai. Ngày hôm qua các thí sinh đã hoàn thành hai bài thi là ngữ văn và toán học rất thuận lợi, đảm bảo an toàn đúng quy chế thi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay các thí sinh bước vào môn thi tổ hợp với trạng thái rất là thoải mái và tự tin. Có mặt tại điểm thi từ rất là sớm. Thời tiết ngày hôm nay thì có mưa bay, tuy nhiên thì trời vẫn hơi nóng nực. Dù vậy thì tại các điểm thi, điều kiện cơ sở vật chất đã đảm bảo để các thí sinh tham gia kỳ thi thuận lợi. Tình hôm qua làm bài của em thì cũng là khá tạm ổn ạ. Còn hôm nay thì em cảm thấy hơi lo hai môn sử và môn địa, bởi vì hai môn quyết định của em ạ. Em sẽ cố gắng làm bài hết mình. Mục tiêu của em là được 10 điểm ạ. Hôm qua thì em làm bài cũng gọi là được. Còn hôm nay thì là môn quyết định đỗ nguyện vọng 1 hay không. Thì em cũng khá là căng thẳng và hồi hộp. Cũng hơi mong chờ với lại háo hức một tí ạ. Mục tiêu của em là 26 điểm. Cho nên hôm nay em phải quyết tâm lấy được điểm 9 môn sử và môn địa. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Chiều nay các thí sinh sẽ thi ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi, thời gian làm bài 60 phút, hình thức thi trắc nghiệm.